Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Ok không ạ? Anh em nào muốn đập bách cho phím 10. Anh em nào muốn đập bách cho tôi quả phím 10 nữa. Mút luôn con bách này cho anh em xem. Tiếc cái gì với anh em đâu? Sợ cái gì anh em? Rồi ok, bắt đầu vào form này. Đập 4 ngày hôm nay tôi chưa xịt một lần nào mà tôi phải sợ à? Quang tí nữa đập lên 5 thì tôi sẽ vào tôi hóng nhá. Rồi thằng này đầu tiên xịt này. Thằng Dele Alli xịt đầu tiên này. Ra đi này. Hai thằng cộng 5 ra đi là ổn. Thằng Ali này bố mày ghét mày lắm rồi đấy. Rồi uống nước. Uống nước này. Về 1 luôn à. Con này 4 vạch nhá. Có thêm con này nữa đi. Cần 4 vạch. Hai con lên 5 đập xịt là tôi vào à. Đố hoành lên được con bách 5 đấy. Mày đừng thách anh nhá. Đừng có thách anh làm cái gì cả. Dennis xịt phát là ok này. Con này xịt là ok. Ôi về 1 luôn này. Đẹp quá nhờ. Không những xịt mà lại còn về 1. Pha này thì bách lên chặt rồi gì nữa anh em. Anh đã bao giờ là anh em thất vọng nữa mà. Hôm nay lên hai con thông cho anh em. Rẻ rách con vào đây xem. Mày là thằng rẻ của rách vực cả mình. Cay thế nhở, về 1 kìa. Chửi một câu thằng kia xong mẹ về 1 luôn ạ. Mày biết thế đéo chửi biết thế lịnh. Vừa chửi cái mày luôn ạ. xin lỗi bạn vừa rồi nhá. Đấy là những streamer khác họ chửi. Còn I Love là ghi nhận những góp ý của bạn. Bây giờ phải lên lại 3 đã anh em ạ, lên lại quả 3 đã. Mút luôn đi. Đường Tăng đã rescan 10.000 đồng. Bài học của anh Tú về lần đập đầu tiên con do béo là anh em phải biết xạo lìn chứ mà lên cái lại gáy văng trời mặt cười. Rồi bây giờ vào câu chuyện cộng 4 á. 4 vạch nhú đi nhá, lên đập 4 vạch nhú. Bố vạch nhú với Clyde. Thằng này xịt, thằng sau xịt là tôi đập nhé. Rồi, xịt. Ổn đấy nhá. Thằng này mà về 1 thì tôi đập chắc luôn rồi. 2 à. Thêm con nữa nhá. Thêm con cộng 4 nữa. Con này đập 3 vạch là lên. Con này xịt là ok. Hy vọng là nó xịt. Bố mày hy vọng mày xịt mà Torres. Ôi chết tôi rồi, lại chửi bậy. Ok. Bậy cái mồm. Xin anh em nhá, xin nói. Rồi. Một con 5 nữa nhá. Một con 5. Sao nó đập con Torres nữa. Ôi về 2 đẹp quá nhở. Về 2 đẹp quá. Mút luôn cho nó xịt. Qua lại không đập nữa à. Ôi về 1 kìa. Cái nước dưa này thì nó là hoàn hảo rồi. Hoàn hảo rồi. Không phải bây giờ thì bao giờ nữa hả anh em. Rồi phôi vào đây. Em cũng ốm đây này. Vẫn phải cố đây này. Buổi live ho lên ho xuống ấy chứ. Đi diễn xong về khách sạn tắm. Nhưng không hiểu sao lại không có nước ấm. Tắm phát về ốm luôn. Xong lại còn xúc miệng lửa két bia. Lại két bia lạnh. Thế là về ốm luôn này. Ốm luôn. Tôi thì cũng ốm nhưng mà cũng không đến nỗi liệt giường. Sao lại vẫn về 1 nhở? Rồi ai ám tôi vậy? Lần này chắc là đéo quần mồi nữa nhở. Đập con mẹ luôn luôn đi. Thôi lần này không mồi nhá. I love Ronaldo mà khỏe anh em lấy Totti mà đập thôi. Người không chơi là người thắng. Ừ, câu này cũng là người đồ câu đúng. Ok, spam quả ngon đấy. Được. Sao đập con này lên 4 nó khó thế nhở. Nhưng mà lên 5 thì lại dễ nhá. Đó. Rồi ok này. Một phát tôi đập luôn. Tôi thật. Phát này tôi mồi tôi làm con chó. Phát này xịt nữa thì tao đến chịu mày bách ạ. Biển xanh lần 2 mình đập. Pha này anh em mình không mồi nên là nó chắc một tí. Em ngửi thấy mùi vodka quăng anh ạ.
Ôi anh em ơi, bạn Quang này bạn đi đập về toàn V1 thôi. Sao? Nick này của anh à? Ồ đúng của anh nha, nick anh. Mẹ cay thế nhỉ, sao đập máy vậy? Cay thật đấy, khó chịu nhở. Bực thật đấy, lại phải đập lại. Con này mồi mà mình xịt ít thì mình vẫn ok anh em ạ. Sao? Con này mà xịt thì mình vào kèo, không thì mình vẫn có một con phôi 111. Cái đệt. Cay thế nhở? Bây giờ lại vào kèo chính thì đéo dám vào. Nhưng con muốn đập thì đéo lên. Đây Ruiger vậy. Xịt đi. Xịt đi. Ok, xịt. Coi như là con bách của tôi xịt rồi, bây giờ tôi đập được một lần bách nữa. Tôi hứa và đảm bảo cái sự uy tín ngày hôm nay, không bao giờ xịt pha này. Xịt làm chó nhá. Pha này xịt làm chó. Ok. Xịt làm chó luôn. Ok. Hộ gái. Hộ gái. Bùm. Sao béo hiểu kiểu gì vậy? Sao nó vẫn đầy một nhở? Sao đập thằng bách lên 4 khó đấy nhở? Hai vạch nhá, hai nhịp nhá. 4 vạch thôi anh, ok 4 vạch, vừa 4 vạch nhá. 4 vạch không cần nhịp đúng không? Tôi bao giờ tôi thấy thằng bách này nó khó thế này đâu nhở? Bực thật đấy. Cay. 111 nữa đi, thêm 111 nữa. Kiếm 111 nữa là xong em. Bây giờ anh em đợi tôi tí nhá. Tôi khởi đầu tôi con Peret này. Khởi đầu xịt con Peret này, phát này cho uy tín này. Xúc miệng một phát thôi anh em ơi. Xúc miệng một con này này. Xịt này là tỷ lệ lên nó lên tầm 60% rồi. Ok, 60%. Một phát nữa thôi, tôi hứa anh em một phát nữa. Mùi 3 lên 4. Tôi cố luôn lần này thôi mà anh em. Anh em thông cảm cho tôi mà. Nhìn nó cay thế nhở? Sao cuộc sống thì sao? Sao nó éo le thế nhở? Mồi 3 vạch thôi, về một là phang A. Mồi 3 vạch à? Nhưng mà thôi không sao anh em ạ. Có một con 112 thì cũng là thành công. Rồi lại có một con ra đi nữa này. Đầu tiên là hiến tế một con đã. Anh em ạ, yên tâm. Thì cũng được một con phôi 112 mà. Rồi về một. Một phát nữa. Một phát nữa 3 vạch này. Hứa anh em, phát này làm chuẩn. 3 vạch nhú nhá. Ba vạch nhú, được chưa ạ? Mồi con thứ hai là ba vạch nhú. Sau một con hiến tế là ba vạch, ba vạch nhú cũng được. Xịt. Cuộc sống này đen thế nhở? Nó chấp nhận thật đấy. Bắt đầu một con hiến tế này. Con hiến tế là phải full nhá. 107 đi, cút mẹ đi. Lên 7 hộ bố mày gái. Lên 7 hộ bố mày gái. Rồi bây giờ là cố gắng làm nhanh này, cố gắng làm nhanh đi một tí đi. Anh em chờ đợi quả con bách này hơi lâu, thật sự nó cũng làm tôi khó chịu chứ không phải riêng gì anh em đâu. Thật sự tôi đập nhanh thì nó cũng đéo lên, mà tôi đập lâu thì nó cũng đéo lên. Tôi đâu muốn mất thời gian làm cái gì cả đâu. Con này phun vạch hiến tế thì xem nào. Phun vạch hiến tế xịt là ngon lắm. Ok về một, nhưng mà cũng chưa chắc được cái điều gì cả. Du học sinh Mỹ đã uy scan 10.000 đồng vào đi a. Vào luôn à? Ok nghe luôn nhá. Nghe du học sinh Mỹ phát, nghe du học sinh Mỹ vào luôn này. Và sau đó bố anh hút rất nhiều thuốc đập con mẹ luôn. Một nhịp. 4 nhịp tin tôi. 1 nhịp không phải 4, 1 nhịp. Tin chuẩn. Tin chuẩn từ du học sinh Mỹ. Rồi ok nhá. Bắt đầu vào kèo này. Di phép lại mấy lần nhá. Rồi bây giờ là hiến tế một con cộng 6 đi xem nào. Rồi, đầu tiên thằng Romero. Đầu tiên ra đi. Goodbye see you again. Hiến tế là xịt đã này. Tính sau. Tê lạ quá nhở. Cay nhở. Rồi vẫn tiếp tục hiến tế một con cộng 6 đi anh em ơi.
Em hơi lo cho anh rồi đấy, không phải lo em nhá, bình tĩnh. Việc gì nó cũng sẽ lên thôi mà, việc gì phải lo cho anh. Rồi, ok, hiến tế xong này. 2, 4 mạch nhú nhá. Xịt đi. Cái lúc đấy tôi rất mong là xịt rồi mà nó vẫn lên được. Thì ban đầu thì anh em cứ chuẩn với nhá. Ban đầu công thức mình cứ chuẩn thôi, theo cái phương án của mình đặt ra. Cứ tỉnh tĩnh anh em ạ, không sao nhá. Đập mà vội quá thì nó cũng không hay. Rồi ok nhá, bây giờ bắt đầu vào 2 con cộng 5 này. Tin chuẩn, đưa Quang cái gì, hôm nay Quang nó đập xịt nhiều lắm anh em ơi. Hôm nay Quang nó đập xịt. Hả? Mẹ nó cay tươi nhờ. Cú đen mà vào hiến tế thì đúng là mồi nốt 2 con 4 lên 5 thôi. Phang đi anh em coi nãy giờ lóng tính quá rồi. Rồi ok anh em nhá, ok. Hiến tế phát là mồi luôn, vào luôn này. Tôi cũng muốn đập lắm nhưng mà nó chưa đẹp nên tôi chưa muốn đập thôi. 1. Đập đi. Ơi sao đéo đập vậy? Lag à? Lag con mẹ rồi. Hiến tế này. Chất thép của thầy ấn đủ. Thằng này lên tá hộ tao ấy. Lên tá tao xóa con mẹ luôn. Thằng này lên 8 tôi không thèm bán, tôi xóa luôn. Tiếp một thằng nữa này. Tôi vẫn thấy một thằng cộng 7 hơi xấu đội hình. Thằng 7 ở trong đội hình nhìn nó thất tắc, xấu lắm. Rồi hay quá nhờ. Rồi bây giờ bắt đầu cầu mồi nhá anh em nhá. Được anh em nhờ, 2.5 là được đúng không? Được mà, cái này được mà. Mẹ mày cay. Cay đấy nhờ. Thôi thế nào nó chả lên mà các bạn, vội cái gì. Rồi ok xong này, bây giờ đến có 2 con cộng 4. Bây giờ 2 con cộng 4 xịt là về là ăn thôi. Thôi cứ 2 vạch nhú này thôi chứ. Thằng này lên thì cũng khó đấy. Lên này khó chịu đấy. Rồi về 1. Về 1 vẫn phải lên một phát nữa anh em ạ. Có em Iker. Có em Iker đấy anh em, gánh quả kèo này là đẹp rồi. Quả này xịt là đẹp luôn đấy, trọn vẹn luôn đấy. Quả này xịt là trọn vẹn. 3 nhịp đập này. Nữ bố anh hút rất nhiều thuốc đã uy scan 10.000 đồng. Các bố thích nhanh thì tự nạp vào mà chơi, tiền ân ta thì ân ta thích một. Đập được chưa? Đập được chưa? Không bây giờ đập thì bao giờ? Không bây giờ thì bao giờ nữa? Nhìn bách đổi màu lần cuối. 10 giây ngồi ngắm. Rồi 10 giây đã xong. 2 nhịp. Nữ bố anh hút rất nhiều thuốc đã uy scan 10.000 đồng. 7 nhịp tin tôi. 3 nhịp. Thôi. Lần này anh em tin tôi giống con Ronaldo de Lima. Con de Lima cũng tầm 10 nhịp. Biển xanh lần 2 là đập. 8 rồi đúng không? 9. Kiên Lê đã uy scan 10. Lên xịt. Chạy. Lên. Còn gì nữa đâu mà khóc với trầu. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhau. Thôi hết trôi, thôi hết trôi. Không biết là có cơ hội làm lại không nhở? Du học sinh Mỹ đã uy scan 10.000 đồng. A à, càng nghe e, tại đập phun nó nguy hiểm lắm mặt mếu. Có một bạn bảo đập, một bạn bảo đập phun vạch. Thích thế nghe du học sinh. Thích thế nghe du học sinh. Thôi anh em ạ, coi như đó là một bài học thất bại tôi lại dành tặng cho anh em. Và bây giờ thì là một cái bài học thành công nha. Một comment tin. Rồi lên 3 này, câu chuyện lên 3 rồi này. Bây giờ câu chuyện lên 4 à. Thế bây giờ nhá, bây giờ mồi một phát một con lên 3 luôn này. Sau đó vào con mẹ luôn nó nhanh nhá. Hai con lên 4 xịt này. Dấu tên 293 đã uy scan 10.000 đồng. Đáp không moi luôn anh. Ok. Lốt con này thôi mà, lốt một con mồi 3 nữa thôi anh em nhá. 2.5 này mà cũng lên thì bố mày cũng chịu mày đấy. Chịu mày đấy. Rồi ok nhá. Bây giờ mà vào vấn đề thôi. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này,
Ok. Vào. 4 nhịp đập nhá, 4 nhịp đập vào này. Phải đập quyết đoán này. Không rườm rà nữa. Trịnh Laru đã rescan 10.000 đồng. Mày xấu ngày thế nhở? Cay thế ạ, thằng Bách này nó bị làm sao ấy nhở? Tôi có muốn mồi đéo đâu, mồi mất thời gian bỏ mẹ ra. Tôi muốn một phát đập luôn đây này. Đó, một phát như này luôn này. Ai chả muốn như thế. Nhanh nhở, phát vào luôn này nhở. Lên 3 rồi đúng không? Câu chuyện của lên 4 bây giờ là phôi vác cả nhà đi đập nó nhở. Cố đi. Nhớ nghe bác chủ là đập 32 vạch về 1. Được, vào 1. Vào 1 là phát luôn nhá. Được chưa ạ? Rồi, 2 vạch thôi. Nghe câu về 1 phát là anh em bập ấy. Đúng nghe một câu bác du học sinh Mỹ thì bác ấy đang chuẩn. Nghe bác du học sinh đang chuẩn. 2 nhú thôi. Chưa đến 3. Hy vọng nó xịt. 1 đi. Về 1. Ok chưa ạ? Nghe bác du học sinh mà. Câu chuyện lên 4 rồi tính sau nhá. Hy vọng nó lên giúp tao cái đi. Muốn nó lên sắp nhanh. Sắp có icon moment nên icon thường khó tính lắm. À em bập con Seva 4 đến 8 lần mới nên mặt cười. Ok thế à. Rồi ok anh em ơi. Rồi ok. 3 vạch rưỡi được. Hay cố lên 4 vạch nhỉ. Hôm nay nghe du học sinh nhá. 2 con 4 xịt, 5 phun vạch đập bách. Ok. Đầu tiên sẽ là 2 con 4 nhá. Tôi chắc là mồi nhẹ nhẹ thôi anh ạ. Bây giờ phun 5 đéo về 1 phải làm lại à. Thôi tôi bỏ một bước, đéo cần về 1. Xịt là đập. Rồi 2 con 4 đầu tiên đã nhá. 2 vạch rưỡi nhá. 2 vạch rưỡi thôi. Mong nó xịt lắm đấy. Chưa bao giờ mong xịt như bây giờ. Nó thật sự các bạn. Con mẹ thằng này. Bố mày cay mày lắm rồi đấy. Bắt đầu lại thôi anh em nhanh mà. Reset làm lại nhanh mà. Được chưa ạ? 2 vạch rưỡi. Xịt. Đau thế nhở. Sao bây giờ nó mồi thì cứ lên thế nhở. Bực nhở. Hy vọng nó xịt. Tao cầu xin mày, mày xịt đi. Rồi ok. Xịt đi. Bro bye, goodbye. Goodbye. 1. Đẹp rồi. Bây giờ mút con cộng 5 như du học sinh Mỹ. Đang mồi không quá 4 vạch thì lên 4. Tôi cách tân đi một chút. Vạch còn lên nữa, tao đến chịu mày đấy. Này của lăng ạ. Là phun vạch nó mới lên à. Bực nhè. Thôi cút con này đã này, cút con này này. Đéo tiếc gì cả. Tầm này là mồi hết. 2 vạch nhú. Về 1. Lên vào luôn không, bác du học sinh? Bác du học sinh có vào luôn không? Hay là vẫn phải một con 5 nữa? Bây giờ mồi mà lên thì đau lắm luôn ý. Cố nhá, cố theo lốt nhá, đâm lao theo lao luôn nhá. Pha này là một con 5 nữa là chuẩn công thức đã. Từ từ. Cái cuộc sống này sao nó lại như vậy được nhở. Live 3 tiếng này các bạn edit mà edit nổi không ý nhở. Cố là cái tin chuẩn. Cố là cái 3 vạch giữa tin chuẩn đấy. Xịt là vào kèo nhá. Về 2. Quyết đoán đi nhá. Nhìn bách khăm lần cuối. Nhìn bách khăm lần cuối mà. 1, 2, 3, 4. Lên hay không nó cũng đã là cái số của nó rồi. Lần này không lên tôi làm chó. Không lên lần này làm con chó luôn. Hơi rèn đấy nhá. Tôi muốn hủy một phát anh em ạ. Tôi muốn ba hủy một phát. Không lên làm chó. Hứa anh em là như vậy. Rudiger tôi không cần thiết nhá. Tại vì con này là tôi mồi lên được nên tôi không quan trọng. Coi như nó chưa tồn tại. Rồi. Không lên. Bách khăm icon 5. Làm chó 4 nhịp đập. Không dám nhìn anh em ạ. Không dám nhìn vào thời khắc này. Đây là mạng cuối cùng của Beckham mà tôi phải đập rồi. Và hy vọng nó sẽ không làm tôi phải thất vọng. Không lên Beckham icon 5. Làm chó.
Xin phép anh em. Go 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 go. 2000 years later. Phải đập được các bạn. Thực ra đéo đập được con bách hôm nay tôi đéo ngủ nổi ấy thề. Tôi không biết cái giấc ngủ ngày hôm nay của tôi nó sẽ đến mức nào nữa. Tôi vẫn cố gắng mà. Để tôi nghĩ lại em nào. Tôi đập lên 4, tôi lên 3 hoặc 4 tôi nghĩ lại em nào. Hai lớp xịt nhiều vẫn bình tĩnh nhỉ. Thực ra thì bây giờ không bình tĩnh thì làm cái đéo gì nữa anh em. Cố mà lạc quan đấy thôi chứ. Tôi lạc quan giữa đám đông, nhưng khi một mình lại không thôi mà anh em. Cố thôi mà. Đập lên 3 đã nhá. Ôi, đây rồi. Cầu đến. Bây giờ tôi đập theo cái công thức của tôi vậy nhá. Không nghe ai nữa vậy. Không nghe ai nữa. Rồi, 4 vạch là đẹp đấy. Anh em tin tôi nhá. Mà thôi, tôi không. Anh em tôi tham khảo thôi. Phấn Giao đã rescan 10.000 đồng. Không lên chắc phải off the team mất anh em. Không lên chắc off the team thôi. Rồi, quá đẹp rồi. Mẹ mày, một nhịp vật con mẹ vào luôn đi. Mất thời gian lắm rồi lớp ơi. Mất thời gian với mày lắm rồi. Được chưa? Bây giờ đéo cần nhịp nhá. Mồi là một phát ăn luôn nhá. Không cần nhịp nữa. Bây giờ check quả phôi này. Hết phôi. Rồi ok, đợi tí nè. 127 tỷ đủ. Đây rồi, lại bơm tí doping vào con Messi này nữa. 200 tỷ quá thừa luôn. Bắt đầu mua sắm. Thôi, Raul ha. Ừ nhờ, hay là con mẹ con Raul này luôn nhờ. Raul này gần full vạch luôn này. Raul này đang đéo bán được đúng không? Thế mình thì có khi thêm được mạng nữa đấy nhá. Thì mình có 2 mạng. Đầy bình luôn này, đầy bình luôn mà. Tôi nhá, bây giờ tôi mồi tôi đập luôn. Vào thằng cuối 3 vạch. Và sau đó tôi đập con bách. Nhá, đi chuẩn. Xịt đi. Rồi đẹp đấy. Thằng này 2 vạch rưỡi này. Thằng sau là 2 vạch rưỡi nhá. Rồi, cứ một nhịp và đập luôn nhá. Bây giờ không cần phải bao nhiêu nhịp nữa đâu. Thằng phố đựng này. Tôi bảo đúng công thức mà. Đang đúng công thức đấy chứ. Phải làm lại thôi nhá. Rồi 2 vạch này. 2 vạch rưỡi và 3 vạch. Seed of the team anh ơi. Ok. Seed of the team. Công thức chuẩn đấy. Phát này mồi lại lên thì chết dở đấy. Rồi đẹp này. Con cuối nhá. Con uy tín này. Con này seed là vào kèo luôn. Vào kèo luôn. Đẹp chưa? Một nhịp đập luôn này. Phải đập rất liền tay luôn đấy. Rồi. Đập luôn này. Một vạch đập luôn. Bố mày ộp sờ chim luôn đấy. Xịt nó sờ chim. Ộp hộ được đấy. Thế tôi anh em ơi, tôi xin phép. Cái buổi ộp sờ chim này nó chuyển về cuối tuần. Còn một mạng nữa. Nốt. Cái buổi off the team này sẽ lùi về cuối tuần. Khó ở với nó quá. Còn một mạng. Tôi chưa hiểu chuyện gì. Thề với các bạn tôi rất mùi nó lên. Một nhịp đập thôi. Đéo mồi nó cũng xịt đấy. Ông nào bảo mồi đây. Nà lên này. À tôi bảo một nhịp tôi đập luôn mà. Thế là bây giờ tôi bảo tôi đập lên cái mạng của chó nhá. Được không nhở? Như vậy là ổn đấy. Có khi là tôi bảo tôi đập lên tôi làm chó luôn ý nhở. Được ấy nhở. Còn tận cùng với sự mất lực rồi đấy ạ. Tận cùng rồi đấy. Ra vạch giữa xịt là đập này. Thì bây giờ nếu như mà nó lên thì tôi làm chó cũng vui các bạn ạ. Thế biết nó có lên được không nhở? Anh Tuấn Jun đã rescan 10.000 đồng. Nó phương là phát. Đây 3 phát ạ. Rồi lên 3. Rồi bây giờ bắt đầu nhá. Bắt đầu đập này. Một con săn chó. Nói chung là đập con bách này lên nhá. Đập con bách này lên làm. Tôi làm chó luôn. Hứa anh em như vậy. Đầu tiên là một con hiến tế săn chó này đi. Cút đi. Rồi về một đẹp nhá. Bây giờ nó lên 4 này. Bước ngoặt của cuộc đời.
coi như đây là mạng cuối cùng của nó rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Vinh nhót. 10.000 đập đi. Mạng cuối rồi, chắc chiêu một tí. Cố lên. Bây giờ khôi chua còn hơn là đéo lên được, khổ lắm. Rồi lên 4 này. Lên 4 này. Tin chuẩn, tin chuẩn. Rồi ngồi 2 con 4 nhá. 3 vạch thôi. 2 vạch rưỡi này. Ôi lên chứ đi. Xin thộ tao đi. Rồi, con đầu này. Hai con này. Hai con 4 này. Hai con 4, hai con 5 xong. Rồi đẹp. Chính nó. Chính là thời khắc này. Được chưa? Vào đây em ơi. Mạng cuối. 1. Let's go!